Dạ con kính chào thượng tọa, là con đang xuất giá, là con cũng là một doanh nhân này. Thì con có một câu hỏi kính bạch thượng tọa và hỏi thượng tọa một câu hỏi. Vâng, kính mời. Vâng, con muốn thờ Tam Bảo tại gia một cách tốt nhất, thì cần những điều kiện và tiêu chuẩn gì để hàng Phật tử tại gia thờ Tam Bảo được hiệu quả và tốt nhất? Xin cảm ơn thượng tọa. Đối với trường hợp khi chúng ta sống ở gần chùa đấy, thì để làm một bàn thờ trang nghiêm phù hợp với văn hóa thờ phượng của Phật giáo đó, thì tôi khuyên quý vị là đến nhờ tăng ni hướng dẫn. Các tăng ni đó sẽ đến làm một cái khóa lễ an vị Phật tại nhà, rồi sẽ hướng dẫn chúng ta cách thức đặt bàn thờ, vị trí một bàn thờ, không phải là do kỵ phong thủy địa lý như là mê tín gì đó bên ngoài, mà là vì đó cái phòng thờ nó phải ở một cái địa điểm trang nghiêm quan trọng, ít có người đi qua, để tránh cái tình trạng bị phân tâm khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh, bái sám và trải nghiệm cái không gian thiêng liêng và trong lành. Nên cái việc hướng dẫn của tăng ni là rất cần thiết. Trong trường hợp các bạn ở quá xa, nơi các bạn ở không có chùa, nếu có chùa thì không có tăng ni, thì việc thờ phượng chỉ cần có những yếu tố sau đây. Thứ nhất, lập một bàn thờ Phật độc lập với bàn thờ gia tiên. Nếu không gian nhà quá chật hẹp, không thể làm hai bàn thờ cùng một lúc, các bạn có thể đặt bàn thờ Phật trên vị trí bàn thờ gia tiên, tức là ông bà tổ tiên của mình nằm dưới Phật bầu cấp. Thứ hai, về cúng kính, các bạn không cần thiết phải cúng thực phẩm, vì không có ai ăn được sau khi qua đời, và Đức Phật chẳng cần chúng ta cúng thực phẩm cho Ngài. Các vị chỉ cần cúng hoa, trái cây, nước sạch và thắp hương, nhất là hương điện tử, chứ đừng có thắp hương bây giờ, gọi là nó chứa mấy trăm độc tố ở trong đó, làm cho các tượng Phật mau dơ, nhà nám đen, nhất là trên trần nhà. Và cái không gian đó nếu không có cửa sổ thoáng mát á, thì sau một thời gian cái phòng đó toàn là mùi carbonic, khi ngồi tại đó lâu á, không tốt cho sức khỏe nữa. Cho nên không cần thiết phải thắp hương, các bạn chỉ cần cúng chừng đó thôi. Trái cây đó thì cúng 2-3 ngày đem xuống để ở trong tủ lạnh để ăn. Nước đó khi cúng quý vị sẽ đập đậy để nắp lại, cúng xong vài tiếng đem xuống để uống, rồi đó là đưa lên là cái mới. Và mỗi ngày đó phải xiên lau chùi quét bàn thờ, rồi đánh chuông đảnh lễ Phật. Thứ ba, bàn thờ Phật đó thì phải có quyển kinh, nhất là kinh thuần tiếng Việt, rồi đọc kinh tối thiểu 15 phút một ngày để nhớ chân lý Phật, bản đồ tu Phật và có được trí tuệ Phật, nhờ đó giải quyết được các vấn nạn nỗi khổ và niềm đau. Và ngoài 15 phút đọc kinh á, các bạn nên dành thêm 15 phút ngồi thiền, tĩnh tọa, hít thở không khí trong lành, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, buông hết mọi việc, buông căng thẳng, lo âu sầu muộn, buông giận tức, buông khổ đau, buông chấp trước, buông hận thù, buông quá khứ, buông tương lai, buông hiện tại. Các bạn hãy để cho tâm mình trở nên chân không hóa, không có sự rơi, do vì không có sự bám, dầu bám vào bất cứ cái gì. Thì trong thời gian đó, tôi tạm gọi là các bạn đang format, tức là tâm ý mình. Giống như là mình đã format hệ Windows của máy vi tính, để cho máy đó nó được trống và tái nạp lại. Sau đó thì cái hệ Windows đó sẽ vận hành nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tương tự, 15 phút ngồi thiền, các bạn buông hết tất cả mọi thứ, các bạn trở thành vật vô tri vô giác, buông xả, gọi là xả niệm thanh tịnh, gọi là bình an tuyệt đối. Thì sau khi gọi là hoàn tất 15 phút như vậy, các bạn sẽ trở thành những người có năng lượng mới rất tràn đầy và tích cực. Việc thứ tư, không nên kiêng cử thờ Phật đứng hay Phật ngồi. Thờ Phật bằng chất liệu vàng, chất liệu đồng, chất liệu bạc, chất liệu gỗ, chất liệu xi măng, hay là bằng tranh vẽ,
là tùy vào điều kiện tài chính và sở thích của mỗi người, không có kiêng cữ gì hết á. Và thờ Phật là để học theo các đức tính cao quý của Ngài, để trở thành các phẩm chất cao quý đó. Ví dụ như các bạn nào muốn mình có được phẩm chất hoan hỷ, rộng lượng, thì các bạn nên thờ Đức Phật Di Lặc với tư thế cười mắt trời ông địa, bụng to tượng trưng cho độ lượng, miệng cười tượng trưng cho hoan hỷ hỷ xả bao dung. Nếu quý vị muốn có các phẩm chất như là tự lực, trí tuệ, rồi vị tha, phụng sự, không mệt mỏi, không mong cuộc tới chừng, các bạn nên thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu các bạn muốn mình có phẩm chất hiểu và cảm thông, tình thương và phụng sự, đóng góp cho cuộc đời và nhân rộng hạnh nguyện đó, các bạn nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì mỗi một vị Phật Bồ Tát đó đều có biểu tượng về một phẩm chất cao quý nào đó mà chúng ta cần biến nó trở thành tài sản của mình trong đời, thì các bạn nên thờ. Còn thông thường đó, dầu tu theo pháp môn nào, các bạn buộc phải thờ tối thiểu Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng đạo Phật. Còn nếu các bạn nào tu theo Tịnh Độ Tông hay là tu theo Mật Tông, không vì thế mà bỏ từ Phật Thích Ca, chỉ thờ Phật A Di Đà không là không có đủ. Các bạn có thể thờ hai Phật, ba Phật, bốn Phật hay là nhiều Phật cùng trên trang thờ, với điều kiện là trang thờ của các bạn đủ lớn để đặt tượng của các ngài cùng một lúc. Thì đó là cái tinh thần văn hóa thờ Phật, để chúng ta đạt được các phẩm chất cao quý đó. Và do đó khi đọc danh hiệu Phật, lại danh hiệu của các Phật, thay các bạn cầu nguyện việc này việc kia, các bạn hãy hiểu ý nghĩa từ trong danh hiệu đó là cái gì và phấn đấu với cam kết để làm theo. Cho nên ví dụ như khi đọc hồng danh sám pháp vào những ngày sốc vọng, khi các bạn đọc đến cái câu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật bon lại một lại, thì các bạn phải cam kết: tôi không đầu hàng, tôi không bỏ cuộc, tôi phải thành công, tôi phải chiến thắng chính mình, tôi vượt qua nghịch cảnh, tôi khắc phục được sức khỏe, tôi có thể làm được những điều cao quý trong đời. Đó là biểu tượng của sự chiến thắng. Thì lại Phật với tâm niệm đó, thờ Phật với cách thức ứng dụng đó đó, các bạn sẽ trở thành Phật trong tương lai. Còn tối thiểu ở hiện tại này, các bạn đạt được tức là một phần nào đó phẩm chất Phật, đặc tính Phật hay là trí tuệ Phật, thì thờ như thế mới có được lệ lạc nhiều hơn là thờ đơn thuần dưới góc độ tín ngưỡng và cầu nguyện mà thôi.